đi. Tuyết bay. Tuyệt quá à. Mở ra đi ha. Cầm nè. Cũng không được hết. Tuyết bay. Tuyết làm được rồi. Tuyết. Wow. Hả? Son môi. Các cháu đừng mở hộp quà chú định tặng cho dì nha, nhớ chưa? Ôi không, chú đến rồi kìa. Phải trốn đi thôi. Không, nặng quá đi. Nhỏ quá. Hoàn hảo. Quá, đúng thứ anh cần rồi. Nè, hộp của em mà. Của anh. Đây anh, hộp của em. Của anh. Được đó. Ôi không, món quà đã bị phá hỏng rồi. Chú sẽ tìm ra mấy nhóc sớm thôi. Bắt được rồi. Cái gì? Hả? No. Cháu đây rồi. Cái gì? Nè, trả
xin lỗi nha. Dana, Daniel. À, đến lúc nghỉ tay uống miếng nước rồi. Khát nước quá đi. Mình phải đi vệ sinh một lát đã. Mình biết rồi. Này anh. Ôi, xin lỗi. À ha, chú biết rồi nha. À ha. Cái gì đây? Nè, hộp của em mà, đi đây. Yên nào, chú sẽ nghe thấy bây giờ. Ha, tìm thấy rồi. Ôi trời. Giờ đi sửa lại những gì các cháu làm hỏng đi. Được vâng à. Được rồi. Này anh. Wow. Chiếc hộp đáng yêu quá đi. Ơ, dán kìa. Tuyệt vời. Xong rồi. Đi tìm chú đi. Chú ơi. Chú ơi. Chú có ở đây không? Chú ơi. Chú à. Không. Chú ơi. Ừ, chú đây rồi. Không, không phải rồi. Em không tìm thấy chú.
Chú ơi, tìm thấy chú rồi. Cái gì? Giỏi lắm. Chú sẽ trốn tiếp đây.